Khinh là khinh thế nào? Tớ mà khinh cậu tớ đã trả thèm sang. Uống này. Vậy bây giờ một chén nữa là anh chúc chú cái vụ đào quất vừa rồi. Thì phát không để ý sao đấy. Tao buồn ạ. Tao bỏ anh không. Thằng người nhận này uống rượu cũng hỏi nó có cái nguyên tắc của nó. Tức là mỗi lần mà mình uống á, chúc trong cốc. Anh chúc chú sang năm à. Năm nay à. Mẹ tròn con vuông. Em có vợ rồi mà con. Thế lúc trước anh chẳng chúc chú sang năm này lấy vợ à? Đúng không? Nhưng mà sang năm mới lấy mà. Thì sang năm nay lấy thì cuối năm đẻ. Đùa lấy vợ chả đi không đẻ à? Làm sao này? Không phải như là chúc là mẹ tròn con vuông. Anh hỏi chú, nếu mẹ tròn con tròn cùng chung một giống thì gọi là như thế nào? Gọi là giống mẹ. Giống mẹ là đều là con gái. À rồi. Đúng không? Rồi. Thế mẹ tròn con vuông nó phải khác giống. Thế khác giống tức là con dại. Em còn còn vài heo gọi anh nhiều. Vâng. Xin phép chúc bác phải thơ. Chúc bác sang năm sớm tiền vào như nước sông Đà. Tiền ra nhỏ giọt như nước điều hòa nhé. Má không? Sao nước điều hòa? Từ lúc anh lắp cái điều hòa em bật đúng 3 lần. Em bật đúng 3 lần. Thế chúc kéo. Vâng. Anh cũng cảm ơn. Chú Nhạc ơi, chú Nhạc ơi. Chú Nhạc. Ai như thằng xỉu. Ôi trời, ở đây rồi. Xỉu chứ còn ai nữa. À, bác bốn. Này nhá, bác hôm nay ấy là trốn họp của phường. Bác chui vào đây uống rượu nhá. Bè bè cái mồm nhá. Hôm nay họp anh gì đâu. Tao sang đây tao thấy nó bổ khế ngon. Tao ăn miếng khế. Đan khế mà. Đan khế. Bác ơi, nghe cái giọng nhừa nhựa như bác ấy thì bác không phải giấu nhé. Em là con ma men rồi. Em tới đầu cổng kia là em đã ngửi thấy bác ngồi đấy uống rượu rồi nhé. Bè bè cái mồm. Được rồi, ui trời. Bây giờ anh tính em vẫn là đầu năm. Các cụ nói là gì? Tết quanh năm không bằng cảm tháng riêng. Mà tháng riêng là tháng ăn chơi. À, đúng rồi, bác nói chí phải đấy. Một chén, cố lên. Rượu à? Dạ. Ôi. Xin phép bác. Rượu thì có khi để đến ngày mai. Chứ hôm nay là anh sang nhờ chú có cái việc. Cái gì ạ? Cho anh mượn cái xe chở vợ ra trạm xá. Vợ anh đau bụng. Vợ đau đúng không? Vợ anh đau bụng chứ không phải anh đau bụng đúng không? Thế uống mấy một chai đã xong rồi em cho anh mượn xe. Anh thích mượn cái gì ở cái nhà của em anh cứ tí anh cứ về về. Ôi trời ơi, thôi. Nhưng mà anh vội lắm. Bác không uống này tức là bác khinh bổn. Không được khinh anh. Mà thứ nhất ra là để cái loại rượu này em chuyển từ đây sang lọ này. Nó là rượu ở bên bể. Rượu bên bể là sao? Ngoại. À, rượu nước ngoài về à? À, thì không. Nước nào, nước nào? Không phải đâu ạ. Rượu bà ngoại em nấu. Tức là bây giờ nếu mà anh không uống rượu này tức là anh khinh bà ngoại em. Nếu không được, không được. Bố lão, bố bét. Anh nói lung tung thì anh khinh bao giờ. Thôi được rồi. Anh làm một chén. Chúc mừng. Chúc sức khỏe. Chúc sức khỏe. Mày bảo nó cầm mồm. Rồi nhá. Giờ anh xin phép anh uống rồi nhá. Ấy, các cụ có câu này. Vào ba, ra bảy. Hả? Tức là vào ba chén, ra thì anh phải uống đủ bảy chén. Ôi trời ơi, thì anh chết à, thì tôi uống nhiều thế. Ôi, thế bây giờ anh không uống rượu anh kinh các cụ đấy. Anh em em thì không sao. Đấy là các cụ nói nhá, không phải là anh em mình nói. Thế bây giờ này, tóm lại là anh sẽ vào 3 và anh ra 7, được chưa? Xong cho anh mượn xe, nhá. Được rồi. Ok, rót đi, rót. Rồi nhớ phải rót, coi như đây là
mười chén. Coi như 10 chén đi. Rồi nhá, đây 10 chén nhá. Vâng. Đâu mới được 3 chén, mới được 3 chén, con phải uống được. Được rồi, từ từ đâu khắc có đó. Mới là ra 7. Xong rồi nhá. Rồi xong nhá. Rồi, giờ là anh mượn cái xe nhá. Bye bye. Ê, bye bye. Lấy xe chứ sao đấy. Lại thằng này lại muốn thích uống nữa. Lại rót cho nó chén nữa. Hả? Vâng. Ơi, sao thế nhỉ? Da này kém nhỉ. Gọi dậy ăn miếng anh. Có mấy chén bọ mà đã nằm này anh. Dậy dậy làm chén nữa. Anh nói chú bôn này nhé. Này này thằng. Thằng này láo quá. Cái tang rượu này đúng là nặng đấy bác ạ. Ừ. Ừ, đau đầu quá. Dạ. Đấy là nó mới chúc mừng bà ngoại, nó chúc mừng ông nội nữa như này. Ôi trời ơi! Trời ơi! Cái này là thế nào hả? Tôi bảo ông ấy xem đây ông mượn xe đưa tôi đi trạm xá mà lại rượu chè như thế này. Rồi à, chồng cũng chả con. À, chú cháu. Cái gì? Chúc mừng bà ngoại chẳng... Không phải chúc mừng bà ngoại ông đi nhé. Cái gì đấy mà kéo thành chân thế nhỉ? Nó cứ người hả? Đi đâu? Trời ơi! Thôi thôi, đi chậm xá à? Đi chậm xá thì để tuần sau đi đi. Trời ơi! À? Bảo đưa vợ đến chậm xá thì lại bảo tuần sau rồi tôi chết rồi đấy à? Nào đi về! Khổ lắm! Nào, báo cái gáy tôi đây! Ôi! Cả chồng với con này! Hai thằng về sau nhá! Anh về trước đây! Con vợ thằng này nó khinh bà ngoại mày! Hôm nay tao cho nó ra tổ dân phố! Chị chụp đi. Thôi để mẹ đúng khác, chiều hay sao? Chú mà không vào là chú khinh gia đình nhà anh chị đấy. Đi đi, đi vào đây một tí. Vào đây, vào gặp anh xỉu tí. Này, chú ngồi đây. Đợi chị tí, anh xỉu anh đang rửa tay. Đợi chị tí thôi. Em chơi tí thôi, em về đấy, nhà bao việc đấy. Đây, 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 đây. Mời chú ăn khoai. À thôi. Ăn khoai chờ anh xỉu chị anh rửa tay ra luôn đi mà. Em ăn trưa rồi, thôi cứ cất khoai đi. Em ôi hay nhờ, này. Chắc là chú thấy khoai chú khinh đúng không? Chị nói thật nhá, khoai bình thường là chị không mời đâu. Nhưng mà khoai này là khoai từ bên bển chị mang về đấy. Khoai đặc biệt đấy, chị mới mời chú. Ăn đi. Bên bển là như nào? À bác. Đấy. Chú ruồi nhặng đấy à. Bên bển có nghĩa là cái khoai này ấy, bà ngoại anh mua ở bên nước ngoài xong gửi về đấy. Gọi là khoai bên bển. Khoai bên bển. Thôi như này, không thôi. Em báo cáo là em ăn trưa rồi. Ấy. Em đi về em có việc của không, không ăn được. Này chú không ăn có nghĩa là chú khinh anh nhá. Mà không những khinh vợ chồng anh, chú còn khinh cả bà ngoại anh nhá. Ôi, em ăn trưa rồi thì em không ăn chứ có gì mà khinh. Ăn đi, gông khổ lắm, ngon thì ta mới mời, ăn đi. Ăn đi, chú ăn nhiệt tình đấy. Thôi rồi. Này. Khoai đặc biệt ăn khác hẳn đấy. Ăn quả táo đi cho nó mát ruột. Anh chị ăn này. Nào nhỉ. Quá ấy trời ơi. Thôi rồi, bỏ. Đừng có xúc động thế không. Ôi nhá, ăn rồi nhá. Ăn đi, gông ngon chỗ đấy thấy chưa. Này. Cái bảo không ăn được. Sao bảo không ăn được quá. Ôi, này. Chị nói cho chú nghe nhá. Các cụ là có câu rồi. Vào ba ra bảy. Đúng không? Vào ba mà ra bảy. Đây. Chú phải ăn ba củ. Lúc mà chú vào là chú phải ăn đủ ba củ. Giờ ra là phải ăn bảy củ. Bảy củ. Phải ăn trưa rồi. Em không ăn thì ăn một củ thôi. Bây giờ ăn đêm có gì mà khinh. Nhớ nhá. Chú vừa nói thế nhá. Bây giờ chị hỏi chú thì tại sao anh chỉ uống rượu với chú. Anh đã uống đủ rồi. Say rồi. Thế mà chú vẫn nói là vào ba ra bảy. Nghĩa là như nào? Quay lại nhìn cái mông thích quen quen, hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải.
Nào, để yên cho chú làm việc. Anh ơi, thằng Danh con nào đấy hả? Này, tao đã chưa rút được đầu ra nhá. Tao mà rút được đầu ra tao tát cho một phát thì rơi răng cửa bửa răng hàm nhá. Ái ôi lão. Mày bố lão ăn cắp này. Mày có giỏi mày tát đi. Ôi không nhá. Không. Này, răng tao đang sâu nhá. Tao chưa có tiền để đi giải phóng mặt bằng đấy. Mày giỏi mày tát đi. Ôi không. Em lại cứ tưởng thằng trẻ con nào nó trêu em định ra em tát cho phát rơi hai cái răng cửa luôn. Ừ. Ai biết là anh ạ. Bố lão ăn cắp. Này. Dạ. Cái cắm cúi ở đây làm cái gì đấy? Hả? Định tẩu tán tăng vật cái gì đấy hả? Tẩu tán cái gì? Cái cắm cúi ở đây làm gì? Em đang nhắn tin cho người yêu thế này. Mà không hiểu tại sao hôm nay sóng nó cứ đi chơi đâu hết ấy. Em cứ phải cắm một cột điện thế này là mới có sóng, thế mới lạ như vậy. Cái gì? Mày vừa bảo là nhắn tin cho người yêu á. Vâng. Bồ lao ăn cắp nè. Cái mặt mày thì đào đâu ra người yêu mà người yêu. Đừng có nói cái lòng khinh bỉ ấy. Tuy em không được đẹp trai thôi nhá, nhưng mà em xấu bền vững, xấu độc, xấu lạ và xấu có phong cách nhá. À. Người yêu em mà mỗi lần nhìn em cười nhá, cô ấy cứ bảo là như được lạc vào trong những câu chuyện cổ tích. Đúng rồi đấy, đấy. Bởi vì ấy, chú cười ấy là cứ như là trong vườn bách thú. Mà này. Dạ. Có người yêu thật đấy à? Người yêu thật mà đây này. Người ở đâu đấy? Người bên Mỹ. Cái gì? Dạ. Bố lão ăn cắp gì thì tao vả cho một cái bây giờ chứ thì bên Mỹ. Này chú nhá, ngoại ngữ ấy, thì cắn làm ba thì trẻ làm tư thì còn không biết một từ bên Mỹ. Anh làm sao bây giờ đã nói hết đâu. Người yêu em là ở bên Mỹ đình kia kìa chứ không phải là Mỹ kia. À mà đấy, yêu nhau 4 ngày rồi đã gặp mặt đâu. Hôm nay đang rủ em ra công viên gặp mặt lần đầu này. Thế à? Vâng. Chú nói Mỹ. Anh là tưởng là bên Mỹ là có ông Donald Trump. Chứ bên Mỹ đình ấy thì... Nhưng mà này. Dạ. Trước hết là anh chúc mừng chú nhá. Dạ, vâng ạ. Bởi vì cái mặt chú ấy mà là kiếm được người yêu thì là không những mình anh mà là cả xóm này chúc mừng chú rồi. Thế nhưng mà này. Dạ. Hẹn hò cái kiểu gì mà lại... ăn mặc thế này hả? À. Gặp buổi đầu tiên thì nó phải đàng hoàng chỉnh chu chứ lại. Phải đàng hoàng chỉnh chu chứ. Ở đây là chưa đi. Anh hiểu không? À. Em bảo đây. Anh xỉu. À. Có cái quần cái áo, cái giày, cái dép, cái vòng vàng mới cho em mượn cái. Chú biết thì anh thì đào đâu ra rồi. Thế... cho mượn đôi giày đấy được. Khiếp. Tí hí mắt lươn thế này mà sao mà tinh thế nhỉ? Này. Đôi giày này nhá, nói thật với chú là anh vừa mới mua đấy nhá. Đầu tư cả năm trời mới mua được đôi giày đấy. Hôm nay đi đám cưới anh mới diện. Em biết lâu rồi, biết từ hồi đám ma ông Tí kìa. Hôm ấy đi đám ma xong rồi về còn hét ầm lên bảo là trâu nhà nào bậy ra đường xong rồi dẫm vào rồi thối cả giày ấy. Vả cho một cái giờ bố láo ăn cắp gì, ăn nói thì... Thế bây giờ là như nào, định không cho mượn gì? Tất nhiên là không cho mượn, giày mới mua thì cho mượn. Này này. Anh em cùng xóm mà có đôi giày tiếc nhau có khi tình cảm bắt đầu xấu dần đều rồi đấy. Nói thật à? Thật. Bởi vì là chú rất hay mời anh uống rượu cho vâng. Nên là anh để chú. Vâng. Anh cho chú mượn. Nhưng mà phải hỏi thật. Dạ. Đã hết cái bệnh thối chân chưa? Thối chân nào? Ôi trời ơi, cãi nhem nhẻm nhem nhẻm lại vả cho một cái bây giờ. Này, chú nổi tiếng ở cái xóm này ấy là trung trấn thôi. Cái biệt danh ấy thì cả xóm này ai còn lạ gì nữa mà cãi. Trời ơi, bác đi nghe tin đồn ở cái xóm này. Thằng Trung này nhá, chưa bao giờ. Cái gì thế? Đi giày bị thối. Ừ. Đây này, dép em nhá, đi nhá. 3-4 tuần không thèm rửa, thơm như mùi sầu riêng. Ê, ngửi tí nhá. Ý trời. Bố láo bố tuét để vả cho một cái nữa bây giờ chứ. Thế đây vả thật đi xong rồi cho mượn giày cái. Thôi được rồi, không phải vả nữa. Thế nhưng mà thường xuyên mời anh đến nhà uống rượu đấy nhá. Được rồi. Anh là thú cái rượu nhà chú lắm đi. Nhưng mà anh nói thật đấy. Dạ. Giữ gìn cẩn thận đấy nhá. Vâng. Này, giày người ta mua đơ thế này cơ mà. Ôi trời ơi. Ra thằn lằn đấy nhá. Vâng, em bảo này. À. Em đi đây. Ờ. À. Ok, cái thằng kia. Bố láo bố tuét thì mày để cho ông đi chân tất thế này à? Giày ông xỉu rồi này. Áo Kevin rồi này. Không có quần nhìn chán thế này. Ô,
họ họ. Cháu cháu cũng trẻ ạ. Đá chân chồng đi. Đá. Rồi. Nghĩa. Chào lại. Cháu cháu cũng trẻ ạ. Ông trẻ chào chào. Khá quá nhỉ. Đi không? Dạ cháu đi học ạ. Học gì? Cháu học đại học mà. Học đại học rồi kìa. Vâng. Ông không quan tâm lắm. Vâng. Nhưng ông nhờ mày một việc đây. Bây giờ nhá. Mày tụt quần cho ông mượn phát. Ông đùa cháu à? Không, ông đùa làm gì? Đi tụt quần ra cho ông mượn. Ôi, ông ơi, không được đâu ông ạ. Sao? Nay cháu có phải đi thi học kỳ ạ. Mày đi thi học kỳ hôm nay không được thì mai mới thi. Ui, nếu mà cháu không thi được, cháu ở lại lớp thì sao ạ? Thì mày ở lại lớp thì năm sau mày học lại. Còn ông nói mày, ông không có cái quần của mày hôm nay ông không tán được gái. Mà ông không tán được gái là ông ế cả đời. Thôi giúp ông cái nhá. Này cầm ông bảo, cầm. Cầm cả hai tay. Rồi. Ôi. Nhá, được không? Mày phải làm sao đấy à? Bây giờ mày có cho mượn không? Mày không cho mượn nhá. Ngày mai ông tổ chức họp họ, ông sẽ trục xuất bố con nhà mày ra khỏi họ nhá. Lúc ấy nhà mày cù bơ cù bất, hội làng trái gọi ra đâu nhá. Gọi ra. Đấy, đấy. Úi trời. Được đây. Ông mượn mai ông trả có gì đâu mà phải mếu. Thế là mất toi cái quần rồi. To tát cho một phát đi. Mất là mất thế nào? Ông mượn mai ông trả, ông đã bảo rồi mày. Ông nhớ trả cháu đấy. Thế bây giờ mày muốn thế nào? Hay tao phải thề với mày? Ông phải thề cháu mới tin cơ. Thề thế nào? Ông phải thề là không trả làm chó. Được rồi. Trả làm chó. Ê, chưa được. Hả? Ông thề như thế thì khác gì ông không trả quần cho cháu. Thôi được rồi. Nếu mà mai tao không trả mày quần thì mày làm chó. Ê, sao lại con làm chó? À, tao làm chó, được chưa? Nào, ra đây ông Bảo. Mếu cái gì ra đây chụp với ông kiểu ảnh ông đưa lên Facebook cái. Kể lên. Ôi tôi chết rồi. Thằng này mày mếu mà trông vẫn đẹp hơn cả ông cười đây này. Thôi, đi về đi. Xong rồi năm sau thi lại nhá. Bây giờ ông đi có việc đây. Mếu cái gì. Xong rồi mai tôi mua cho một nố 7 màu mặc cả tuần nhá. Alo. Alo, Dr. Khuất ạ. Bác sĩ cho em hỏi là tình hình cái con chó nhà em dạo này nó thế nào vậy? À, cái con chó của cậu ấy 18 cộng nhiều nên là bị thoát vị đĩa đệm. Bây giờ ấy muốn khỏi chỉ cần hoạn đi là xong. Ôi trời ơi. Nhưng đây là chó giống. Hoạn nó thì còn gì là chó giống nữa. Thế bây giờ là muốn giữ giống hay là muốn giữ chó? Muốn giữ giống thì đem đi ra quán Trần Mục, còn muốn giữ chó thì phải nghe lời tôi nhá. Dạ báo cáo bác sĩ. Dạ vâng. Dạ em cảm ơn bác sĩ. Ok. Anh Quét ơi. Hả? Hôm nay bảnh bao nhỉ? Vâng. Thế sao không ngồi trong nhà lại ra đây ngồi làm gì? Trong nhà nó tù túng quá. Từ nay anh chuyển hẳn ra đây cho thoáng. À đúng rồi, ngồi lại cho gió cũng được. Anh còn cái xích chó nào cho em mượn cái. Sao chú biết anh có? Mà chú thích cái loại nào? Loại bao nhiêu cân? Cân á? Đây này, cứ như em này. Càng to càng tốt. Như chú à? Vâng. Như chú thì phải xích bắt dê. Ui. Mà chú dùng cái loại thường chó hay là đại chó? Lại có cả thường chó với đại chó á? Ừ. Nó như nào ạ? Có nghĩa là thường chó nhá. Vâng. Là cái loại xích dành cho chó bình thường. Vâng. Chỉ làm bằng sắt thôi. Ừ. Còn đại chó là chó của đại gia nên là mình phải dùng cái xích bằng mạ vàng, mạ vàng 10k luôn. Mạ sẵn luôn á? Ừ. Ôi thế này, hay quá. Chú biết nha, anh còn cả cái loại diamond kim cương luôn. Anh lấy cho em loại đại chó cho em xem nào. Rồi, có luôn. Quá, nó mạ sẵn về đâu phải sơn. Rồi. Đây này. Đấy, chó của đại gia xích nó phải khác. Chú hả? Ui, nó mạ giống nhỉ? Chú thích cái nào? Cái to hơn này. Đấy. Được không anh? Trông rất là hoành tráng. Vâng. Anh nói thật với chú chứ. Chú đeo cái này vào ấy, nhìn còn đẹp hơn con bét dê. Chuẩn. Chuyện người nó xấu sẵn đeo cái gì chả đẹp. À, em bảo này, cho em mượn cái này nhá. Chứ cái diamond đây miếc thì đeo vào thì nó hơi lố. Rồi, ok. Riêng chú nhận thì anh sẵn sàng. Rồi vâng. Thế thôi em mượn nhá, mai em giả. Còn cái này anh cắt cho em. Rồi, ok. Vâng. Vâng, em đi đây. Mà này anh bảo này. Dạ. Nhớ là chỉ mượn một ngày thôi nhá. Mai là người ta đến người ta bắt chó ở đấy.
Rồi, tối em giả luôn. Alo em à? Ơ? Anh chờ trong công viên này lâu lắm rồi. Đúng rồi. Ở giữa công viên. Ghế đá màu nâu ấy. Có gì mà không nhận ra? Em cứ vào trong công viên nhá. À, thấy ai đẹp trai mặc nguyên một cây đen với cả đeo cái xích chó. Quên. Anh nhập. Đeo cái dây vàng to như cái xích chó ấy. Chính là ai? Thế thôi. Nhá, nhớ nhá. Ba chi tiết: đẹp trai, cây đen và đeo dây vàng to như xích chó. Rồi, đến thì gọi nhá. Em Facebook anh có phải là Trung Uầy? Sao lại Trung Uầy? Facebook anh là Trung Ruồi. Thế còn em là Hoa Mai Giang Liễu? Vâng, chính là em đây. Ôi giời ơi Gấm, người đã đẹp rồi tên lại còn mỹ miều nữa. Này, tên của em biết là anh liên tưởng đến cái gì không? À, thôi, em bảo này, đứng đây chờ anh một tí nhá. Vâng. Anh lau sạch rồi đấy, em ngồi đi. Không ngờ bên ngoài nhìn anh còn đẹp trai hơn cả trên mạng ấy. Đẹp trai là cái chuyện quá bình thường. Bây giờ là anh đỡ nhiều rồi đấy. Ngày mới đẻ nhá, anh còn đẹp trai cực kỳ luôn. Thế đó. Đã đẹp trai lại còn giàu có nữa chứ. Đeo cái xích này dễ phải lên đến vài trăm cây vàng chứ chẳng ít đấy nhở. Quên. Tại anh có thói quen là cứ rất hay tát những người nói không đúng sự thật. Cái này vài trăm cây thế nào? Lúc phải lên đến cả rừng cây ấy. Mà chưa hết đâu. Dây vàng ăn thua gì. Ở nhà nhá, anh chỉ nuôi chơi đây 50 con sư tử. Con nào anh cũng cho đeo một cái dây vàng tùm. Cái dây nhỏ nhất anh mang đi đeo cho đỡ mỏi cổ đấy. Còn cái loại báo đốm mà nhàng nhàng á, anh nuôi 2 đàn, mỗi con phải mấy chục triệu đô, em hiểu không? Tiền của anh không quan trọng, cái này là anh đeo cho nó vui. Nuôi sư tử, báo hoa, lại còn đeo vòng vàng nữa. Ui, trời ơi, Ruồi công tử. Ôi trời, anh ơi, cậu này nghe quét rồi. Con cảm ơn cô. Lời nguyện cầu gặp đại gia con bây giờ đã thành hiện thực rồi. Con cảm ơn Bồ Tát. À em ơi, anh bảo đây. Dạ. Em có đói không? Hơi ạ. Anh cũng đang hơi đói. Hay là anh mời em ăn nhá. Anh mời em ăn gì ạ? Đây, chờ anh tí. Úi giời, vãi hết cả da của anh này. Hạt mít em ạ. Để anh phủi sạch á. Này, há mồm ra anh đút cho. Đại gia mà đi ăn hạt mít á? Em nói thái độ gì đấy? Cái này nó không phải là hạt mít bình thường đâu. Nó là hạt mít Canada đấy. Nó được nhập khẩu về Ai Cập, sau đó transport qua Ả Rập, rồi nhập về Hy Lạp, sau đó mới cập bến đến Việt Nam. Chính vì thế nên nó rơi cái anh tiếc anh phải nhặt lên đây này. Thôi được rồi, há mồm ra anh đút cho. Đây không phải là cái loại hạt mít gây mất đoàn kết nội bộ đâu. Nào, há miệng ra anh đút cho nào. Ok, ngon cực, đừng có tiếc. Ngon thân nó. Ăn cái này mà hình ảnh của tuổi thơ nó cũng ùa về em ạ. Tuổi thơ anh bông chốc thu bé lại vừa bằng một hạt mít. Cầm mồm, mau cởi vòng vàng này ra. Em cứ đùa sao? Tao không đùa, mày nhìn mặt tao giống đùa lắm à? Tôi không đùa nữa rồi. Thế bây giờ mày có cởi không? Rồi, em rồi. Có xuống hông phủ gặp ông bà không phải hả? Con anh cởi đây nhưng mà nhẹ nó như là nhanh. Hình như là nó mát mát rồi. Đây em gửi chị. Em về đi. Mày cởi cả dây, cả bộ của con lá này nữa. Dạ. Tao đếm từ 1 đến 5 mà mày không cởi là tao xẻo. Ôi giời, tôi để em cởi luôn đi, đừng có xẻo em. 1. Rồi mẹ. 2. Ôi thì đếm chậm thôi, em đang làm nhà cởi rồi đếm làm gì nữa. Ui chị ơi, thế này lạnh chết ạ. Thôi đây, quần đây. Cho em xin cái điện thoại em về đây. Đứng lại. Dạ. Mày nghĩ tao ngu à?
Mua gì ạ? Để điện thoại xuống. Ôi thôi, điện thoại bao nhiêu công việc của em ở trong này. Mày có để không? Nhanh. Đấy, em để ở đấy. Mày biết điều ấy nhỉ? Không thì tối nay tha hồ mà gặm hai hạt nhá. Ê, làm nào? Tha hồ mà ăn cả đêm nhá. Tha hồ mà trở về tuổi thơ con nhá. Chị ơi. Chị ơi. Biết thế này chả có gì. Anh Kevin ơi. Anh Chỉu ơi. Anh Khoen ơi. Em có lỗi với các anh. Come in. Chuồn chuồn ớt chưa hề nóng bức, bắt em cắn rốn tập bơi. Các bạn thân mến, bài hát Chuồn chuồn ớt gắn liền với một ca sĩ rất là đáng yêu và hôm nay đã là khách mời của chương trình chúng ta ở chuyên mục Common của Xóm Hóm. Các bạn hãy nhìn sang đây, Ngọc Khuê. Xin chào em. Xin chào anh Lê Anh và xin chào khán giả Xóm Hóm Common. Trong Xóm Hóm của chúng tôi có những nhân vật mà thật sự họ sống và họ luôn luôn chú trọng cái vẻ bề ngoài, luôn luôn quan trọng cái việc là mình được người khác nhìn vào như thế nào, và họ coi như đấy là một phần để khẳng định cái bản thân mình trong cuộc sống. Cái đấy nói xa xôi thì không biết thế nào, nhưng mà gần gũi nhất thì chúng ta gọi là sĩ diện, là bệnh sĩ. Tiểu phẩm mà Khuê với Lê Anh vị khán giả vừa xem ấy, anh Trung Duồi ở trong tiểu phẩm này cũng là một người mà tôi nghĩ là như vậy. Anh ấy cố gắng phải có cái quần, cái áo, cái xích chó đấy đúng không? Làm sao cho nó thật sự là choáng ngợp mọi người và được mọi người ủng hộ. Cái khoe mẽ ấy nhiều người cũng bảo là cần thiết, bởi vì ở đời này này, đói ở nhà thôi, ra đường là phải sang. Như em thấy ở trong cái đoạn tiểu phẩm vừa xong ấy thì là em đánh giá rất là cao cái vấn đề là cái anh chàng này đi mượn đồ để thứ nhất là đầu tư hình ảnh cho mình, để lần đầu tiên đi gặp bạn gái mà. Cho nên cái điều đấy là có thể chấp nhận. Nhưng mà tiếp theo sau đây thì là anh sẽ mặc cái gì? Và anh sẽ có đeo cái xích như thế nữa không? Hay là anh phải lại giả bộ, lại phải giả tạo là cái xích đấy anh để đi đâu rồi? Hay là quần áo hôm nay, quần này anh đi đâu như thế nào? Những ngày mai lại lem nhem hơn như nào? Cô gái đấy sẽ như nào? Có cái câu người ta nói là gần nể bụng nể dạ mà lạ nể áo nể quần. Cho nên tôi thấy rằng là đầu tư cho cái việc hình thức bên ngoài nó là một cái, thậm chí là một truyền thống đấy của người Việt mình đấy. Ở trong nhà thì có thể là còn đói kém, còn ăn mặc, còn không tươm tất, nhưng mà ra ngoài đường là các cụ dạy là phải nghiêm túc, phải có cái sự chỉnh chu, phải giữ gìn thể diện cho gia đình và dòng tộc. Thế Khuê có cảm thấy áp lực khi luôn luôn phải giữ cái hình ảnh của một nghệ sĩ trước công chúng không? Nhiều khi cũng áp lực, nhưng mà nó tạo thành một cái thói quen, cho nên là cái thói quen đấy nó được hàng ngày mở mắt ra đi ra ngoài đường là mình phải chỉnh chu hết tất cả mọi thứ, cho nên đấy là một cái thói quen tốt. Nhưng mà cái việc bằng chị bằng em thì hẳn nhiên như Khuê nói nhé, nó lại là một điều, nó chính phản ánh của sự diện. Thế bây giờ bằng chị bằng em mà như Khuê chẳng hạn, thì Khuê tức là có tâm lý đâu? Không, thực ra là mình có đồ như thế nào mình dùng như vậy, Khuê không phải là một người bon chen. Thật không? Chắc. Thành thật tới bản thân? Chắc. Bây giờ thấy một nữ nghệ sĩ nữ khác có một cái vòng rất là đẹp, mình chỉ hơi chạnh lòng một chút thôi, chứ mình không azure, hoặc là mình không làm bất kỳ điều gì để có được, để sở hữu được những cái như thế. Tại vì nó, những cái gì nó thuộc về mình thì vẫn là mãi mãi thuộc về mình. Còn mình đừng có cố, mình đừng có quá tham vọng. Đấy, sĩ diện thì biểu hiện ra là sự ngưỡng mộ của công chúng, là sự nổi tiếng của bản thân. Mà như Khuê nói thì chả ai lại từ chối sự nổi tiếng, chả ai từ chối sự ngưỡng mộ cả. Thế thì có nhiều người, người ta muốn cái sự nổi tiếng ấy bằng mọi giá, cho nên người ta phải sĩ diện bằng mọi giá. Thực ra mà nói cũng đáng thông cảm đối với những nghệ sĩ chưa có tên tuổi. Còn đối với Khuê? Thì Khuê cũng không phải là cổ súy cho cái vấn đề là sĩ diện hay là không sĩ diện. Tất nhiên là bây giờ mình cũng có quyền được tự kiêu tự đại chứ, đúng không? Mọi người nhìn vào bên ngoài nó chỉ là hào nhoáng thôi. Ví dụ như là ngày hôm nay chẳng hạn, cái váy này Khuê muộn của chị Khuê này để Khuê lên hình cho đẹp hơn. Đấy là tôn trọng khán giả mà, chứ không phải là Khuê sĩ diện. Khuê cũng đi mượn, vâng. Cũng không khác anh Trung Duồi mấy đâu. Tức là, anh hỏi thật, vâng. Thế cái đồng hồ này là thế nào? Đi mượn hả? Không, cái đồng hồ này là em mới được tặng Valentino của em đấy. Thật à? Vaseline đấy. Cho anh mượn anh selfie. Selfie không? Ôi, nhưng mà cái đồng hồ nữ. À, unisex anh ạ. Thế thì anh Anh em mình đổi. Cái này nó bạc, nó không có. Em lên hình cái này ở Facebook rồi, em chưa lên hình cái này. À thế à, thế thì hai em mình cùng lên hình. Ừ, cùng lên hình nhá. Có cái đồng hồ mới, unisex. Đấy, anh thấy chưa? Khoe đồng hồ mới.
Ôi giời ơi, đẹp rồi. Các bạn thân mến, có lẽ bệnh sĩ là căn bệnh trầm kha của người Việt, từ đó sinh ra bệnh thành tích, háo danh, hình thức và gần đây nhất là căn bệnh sống ảo ở trên mạng. Hầu như ai trong chúng ta cũng gặp phải một vài vấn đề liên quan đến căn bệnh này. Sống để người khác nhìn vào hay là nhìn vào người khác để sống có lẽ cũng đều bất hạnh như nhau. Các bạn nghĩ sao? Tôi cảm ơn Chuồn Chuồn Rất Ngọc Khuê đã sẵn lòng đến để tâm sự với Sóng Máu ngày hôm nay. Cảm ơn em. Nói nhanh, chóng buồn. Phận làm con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy như sông rộng đường dài. Úi trời, Tú ơi! Cái gì đi giật cả mình? Buồn. Buồn gì? Mà thôi tắt cái loa rẻ đi. Đêm hôm rồi cứ ỉ ỉ thì ai ngủ được. Kệ người ta. Anh có yêu em không? Hỏi vơ, hỏi vẩn đi. Không yêu em thì anh yêu ma. Mà này, không yêu em ấy, đời nào anh để cho em gối đầu tay hả? Mà đời nào anh để cho em nhìn sâu vào đôi mắt anh? Thì đã bao giờ anh phản bội em chưa? Phản bội hả? Ngu gì mà anh nói. Ý của anh là kể cả anh đã từng phản bội em, anh có ngu gì mà nói đúng không? Bố láo ẩn cắp này. Ý anh không phải là như thế, mà ý anh là cái hạnh phúc gia đình ấy nó là vô giá. Anh ngu gì mà anh phá vỡ cái hạnh phúc ấy. Thật à? Chả thật thì sao? Anh thề đi. Ủa ấy, hôm nay em bị làm sao thế hả? Chả làm sao cả. Được, em muốn anh thề chứ gì. Được nhá, anh thề trước ngọn nến này nhá. Nếu anh làm điều gì không phải với em ấy, ra ngoài đường ấy, anh sẽ bị công nông nó tung què cẳng. Thề mà cũng ngu. Rồi ôi, có mỗi ai ấy cẳng đi đạp xích lô kiếm tiền, có thể què cẳng lấy gì mà ăn. Thế ai bảo em không tin anh? Được rồi, em tin. Nhưng mà anh phải hứa với em một điều. Điều gì? Anh sẽ cùng em đi gặp thầy Hải. Hải nào? Vui chị Tú, đi vào đây ngồi với em cho vui. Đi vào đây ngồi uống cốc nước với em. Chẳng có ai cả, chị vào đây ngồi với em cho vui. Em ngồi đây làm gì? Quán này quán của cái chim mây mà. Chị không biết à? Con chim mây nó theo chồng bỏ cuộc chơi rồi. Lấy đại gia đi xuất ngoại rồi. Bây giờ em là người thừa kế cái quán của con chim mây. Ui dồi ôi chị ơi, con chi mây nhá, nó ngồi đây, nó được lộc của thành hoàng làng chị ạ. Thế à? Thế nên nó lấy chồng nước ngoài, lấy chồng đại gia luôn. Này, em bảo này, em mà ngồi đây nhá, có khi em cũng được lộc như nó. Xong rồi em lấy chồng nước ngoài, đi nước ngoài như đi chợ chị ạ. Chị làm công nước cho mắt ruột. Này! Này! Hả? Làm sao đấy? À, không. Uống công nước đi, xin. Lấy lại hồn phách xem nào. Chị làm sao đấy? Em ơi! Chị lo lắm. Ông xỉu nhà chị dạo này hình như có bồ ấy em ạ. Ôi chết. Ừ, em biết không, đi sớm về muộn, quần là áo lượt, mà rất là khả nghi là cái điện thoại ấy lúc nào cũng kẻ kẻ trên tay, kể cả đi vào nhà vệ sinh ông cũng mang theo mới điền chứ. Ủa? Mà em tính nhá, nhà người ta thì đêm 7 ngày 3 đấy, thế mà nhà chị coi như là 7 ngày không được 3 cái rưỡi. Thế em bảo này, chết rồi, chị phải xem lại ông ấy đi. Có khi là ông ấy có bồ thật rồi đấy. Có bồ đúng không? Chứ còn gì nữa, cái giác quan của chị em mình là không bao giờ có thể nhầm được. Có bồ thật rồi. Thế thì bây giờ chị phải làm thế nào? Hay là chị thuê người theo dõi nhá? Ôi không được, ai lại như kiểu phim thám tử thế bao giờ. Em bảo nhá, em biết một ông thầy bói, bói ngoại tình cực kỳ hay luôn. Chị chẳng tin. Ôi dồi ôi, chị phải tin em. Không phải đâu, người ta bói gì chứ làm gì có ai bói xem ngoại tình em. Chị buồn cười đấy. Bây giờ nhá, người ta còn xem bói được cả trên Facebook nữa cơ. Thật không? Thật. Cái ông thầy bói này nhá, bói linh nghiệm lắm. Ông ấy bói được luôn đấy là có bao nhiêu cô bồ, tình cảm với cô bồ đấy là khăng khít như thế nào, yêu sâu đậm ra sao, bói ra hết. Ôi dồi, thật không hả em? Thật. Thế thì mách cho chị đi xem luôn. Mà cái nhà ông thầy bói này đông lắm, phải xếp hàng từ trong đầu nhà đến tận ra ngõ cơ. Ủa thế à? Em bảo, cái ông thầy bói này, ông ấy phải xem cả hai vợ chồng cơ.
chỉ phải dẫn anh Xỉu nhà chị đi. Ông ấy xem thì mới linh được, chứ xem một người là không chuẩn đâu. Ui, cái này mới khó đi này. Làm nào mà chị bảo ông Xỉu nhà chị đến đấy được cơ chứ? Khó hay không thì phải là do chị chứ. Thì em làm nào mách chị? Thấy chưa? Ôi trời ơi, được rồi, được rồi. Ôi, thôi, đi về đây. Chị đi về đã nhá. Này này này, nhưng mà như thế nào thì về kể em ấy nhá. Được rồi. Mà cũng không biết thế nào một lần cả. Chẳng ai biết khi nào mà ăn cỗ. Không thể nào mà tin được mấy cái ông này. Hay hài nào. Ê. Cái gì? Làm cái gì mà mặt cứ nghệt chứ thế hả? Anh hỏi là thầy Hải nào. À, thầy Hải nổi tiếng xem bói ở xóm đoài ý. Ôi, nổi tiếng khắp vùng luôn. Mà anh có biết là thầy giỏi nhất xem về cái gì không? Ôi xây. Chắc lại nổi tiếng về cái vấn đề mà ngày bốc mã này, rồi là rước vong gọi hồn là cùng chứ gì mà. Bình thường, nếu mà như thế thì lại quá bình thường. Thầy Hải nổi tiếng nhất là xem về ngoại tình. Anh có biết không nhá, chỉ cần nhìn phát thôi, phán luôn. Đang ngoại tình, đã ngoại tình, ngoại tình bao nhiêu lần rồi nhá, mà ngoại tình với ai? Đã vào nhà nghỉ chưa? Nhà nghỉ nào? Đường nào? Phòng số bao nhiêu, giường nào, mà giờ nào hành sự, mà hành sự xong là uống la vi, bỏ hay là bia không đá. Ôi, đợt trước nhá, em đi cùng vợ chồng cái đứa bạn nhá. Anh có biết không, đầu tiên nhá, ông chồng tinh tướng lắm, vào cãi chỉ cãi cối các kiểu, không chịu nhận. Thế lúc mà ông ấy làm phép một phát nhá, ôi, anh có biết nó quỳ sụp xuống, lại như tế sao luôn, sợ chưa? Này, em nói thế hóa ra em ám chỉ anh đấy à, hả? Em không tin anh chứ gì? Không phải là em không tin anh. Thế nhưng mà anh mà cùng em đến đấy thì em yên tâm. Thì anh mới không phải là người phản bội em. Ê, dày đi. Thôi được rồi. Cây khô ấy, tôi không sợ chết cháy. Nhá. Ê, đi thì đi, tôi sợ cóc gì. Anh nhớ đấy nhá, anh nhận lời đi rồi đấy nhá. Ừ. Rồi, thế thì em đi ngủ trước đây. Chuẩn bị thời gian để đi đấy. Mình trước giờ đàng hoàng, không lăng nhăng gì, nên cóc sợ. Thế nhưng nhỡ đâu gặp phải thằng thầy lở, nó ăn không nói có, rồi phát linh ta linh tinh, thì có mà tan cửa nát nhà. Mà vợ mình tất nhiên sẽ tin lời thầy, chứ không bao giờ tin lời mình cả. À đúng rồi, có khi mai phải qua xóm đoài gặp thầy trước chẳng thế nào. À, béo béo béo, anh hỏi nhờ tí. Béo á, không biết. Ê, thôi, có thế mà cũng giận. Ê, em cũng biết chứ, bây giờ béo khỏe, béo đẹp, béo cân đối là tuyệt vời, là mốt đấy, em có hiểu không? Này, thế anh hỏi gì? Anh hỏi nhờ tí, có biết nhà thầy Hải ở chỗ nào không nhỉ? Hải nào? Thôn này nhiều hải lắm. Hải Hoạn Lợn này, hải trộm chó này, hải lơ hay hải nghiện? Hải làm nghề thầy bói ấy. À, Hải bịp. Bây giờ em chỉ anh nhá. Anh cứ đi thẳng vào này, đến chỗ buộc con bò cái thì anh rẽ trái. Xong đến gốc cây vải, anh lại rẽ phải. À. Rồi anh đến chuồng trâu, anh đâm sâu vào, thế là tới thôi. Loằng ngoằng nhỉ. Vâng. Thôi được rồi, cảm ơn béo nhá. Trình bày đi. Thầy ơi, thầy xem kỹ giúp em với ạ. Em là em nghi ngờ con vợ em từ lâu rồi mà không tài nào bắt được quả tang. Em không làm gì có lỗi với anh cả. Anh đừng có nghi ngờ em mà tội nghiệp. Để im thầy xem, ngậm mồm vào. Há mồm ra. Em vừa bảo nó ngậm mồm, thầy lại bắt nó há mồm ra làm gì ạ? Ơ kìa, cái thằng này sao mày cứ cãi thầy như em nhẻm thế nhỉ? Hả? Thầy xem đây không phải là xem tiền vận, không phải là xem hậu vận, mà thầy xem đây là xem ngoại tình. Mà xem ngoại tình thì xem tất cả các chỗ kín đáo. Ví dụ như là mồm, mở mắt há mồm ra. Gần vào đây chưa nào?
Thân mời thầy xem. Gần quá, gần quá. Cái mồm này chắc chắn là ngoại tình rồi đấy nè. Hôm qua đứa nào giả vờ đi thăm đồng nghiệp đẻ, rồi đẻ luôn ở trong nhà nghỉ. Anh ơi, không phải đâu. Hả? Không phải đâu anh. Không phải cái gì? Hả? Đây này, sách ghi rõ đây này. Nhà nghỉ Thăng Hoa, phòng 609, cuối phố Hàng Chuối. Ha, đúng không? Này, 150k 2 giờ đầu, sau đó nó tính thêm 20k nữa. Uống 2 chai La Vi, 1 lon bò húc. Đúng không? Mà thầy phán thêm một nữa cho hết cãi đây này nhá. Ui giời ơi, trong cái mặt xinh xắn tí kia. Này, nói cho mày biết, thằng bồ ấy là làm bóng đá chuyên nghiệp đúng không? Ha, ui giời ơi, đáp một chích suýt nữa thì nó hóa chích đấy con ạ. Từ từ, không phải cáu. Lát nữa về nhà rồi đánh nhau. Thầy biết, ở đây về nhà rồi đánh nhau rất nhiều. Bây giờ xuống tiền cho thầy đi rồi về nhà đánh nhau. Nhanh. Ui giời ơi, thở kìa. Anh ơi. Thôi không việc gì phải thở, về nhà mà đánh nhau. Giời ơi, loại đàn bà mất nét, nhục nhã chưa? Giờ có còn cãi nữa không? Em biết tội của em rồi, em xin lỗi anh. Đi về, anh. Về, anh đúng rồi. Cho em. Đi về, rồi. Em xin lỗi anh, về, em không mong người nữa sau. Em xin lỗi anh. Một ngày có 8 đôi vào đây, thì 7 đôi về nhà đánh nhau vỡ đầu vỡ chán. Cái thằng chồng nó thở cứ hồn hển như thế thì làm gì mà. Nào, về chỗ chưa đến lượt. Ông cháu đi lên đây. Ông sang bên này, em ngồi đây. Kìa thầy. Sao? Đây là chồng con, có phải ông đâu. Chồng anh như thế này thôi, nhưng mới có 34 tuổi thôi. Úi giời ơi, thế là kém thầy 8 tuổi đấy. Thế nào, xem cho vợ hay xem cho chồng? Xem cho chồng con ạ. Quỳ xuống. À thôi từ từ, nhiều tuổi rồi không bắt quỳ. Há mồm ra. Úi giời ơi, đúng rồi, đích thị rồi. Cả cái hàm của con người, người ta có 32 cái răng thì gãy mất 8 cái ở phía trong thì ngoại tình làm sao được. Dạ thầy minh oan cho con với. Con trung thủy với nhà con. Nhất trên trần gian này. Thầy hiểu rồi. Thế mà không cô rồi. Ấy lại cứ còn nghi ngờ con. Ôi ơi, thầy hiểu lắm rồi. Này, nói 18 từ mà mất 7 tiếng thế này thì ngoại tình làm sao được hả con? Thầy ơi, thầy xem kỹ lại cho con. Sao? Rõ ràng là anh ấy ra ngoài ngoại tình. Đã thế, còn dùng cả iPad quay clip lại. Đâu? Đây, bằng chứng đây thầy xem đi. Ôi giời ơi, đích thị rồi là không phải. Đây là con Amito Piccolobo, con này người Nhật. Cái này ở trên mạng thầy biết. Đấy, em đã thấy chưa? Thầy. Nhưng mà sao thầy lại khẳng định đây không phải là chồng con? Cái clip này nhá, thầy xem cách đây 2 năm rồi. Con này cũ rồi, bây giờ nó lại post lại thôi, hiểu chưa? Thôi cất đi. Cầm lấy, này. Thầy nói cho mà biết nhá. Cái mặt thế này ấy, là chồng ngoan đấy. Trung thủy lắm đấy. Mang về nhà mà dùng nhá. Đấy, anh trung thủy với em lắm lắm đấy. Ôi, cười sướng đi. Lần sau nhá, đến đây nhá. Để ông ấy ở nhà, đến đây thầy xem cho. Chính xác lắm nhá. Nhớ chưa? Vâng, con chào thầy. Chào cái gì? Tiền đâu? Không có tiền thì thôi. Lần sau đến đây xem ấy, thầy lấy cả thể. Mà thầy nói cho biết này, trung thủy lắm đấy. Đừng có ghen mà tội nghiệp nhớ chưa? Thôi về đi. Đấy, em thấy chưa? Con chào thầy. Dẫn về mà bồi bổ đi nhé. Úi giời ơi, cứ thở hổn hển như thế thì vợ nó đi ngoại tình là đúng rồi còn gì nữa. Mà không phải chỗ mày ở đấy, chỗ mày ở bên này. Có chuyện gì trình bày đi. Dạ, con chào thầy ạ. Dạ thưa thầy, nói thật với thầy là con không phải đến đây để xem, mà là muốn thầy giúp đỡ. Thầy biết rồi nhé, không đi cùng vợ là thầy biết ngay. Dạ vâng, dạ nếu thầy đã biết rồi thì con cũng đi thẳng vào vấn đề luôn. Dạ. Được đấy, yên tâm. Chỗ đàn ông với nhau rồi thầy sẽ nói tốt cho, không việc gì phải lo nhé. Vâng ạ. Thế thì chăm sự nhờ thầy. Thầy ạ, vài hôm nữa ấy, vợ con nó sẽ đưa con tới đây. Thôi thì thầy cứ giúp con, thầy cứ nói tốt để cho vợ chồng con, gia đình nó được êm ấm hạnh phúc. Thầy vừa nói rồi. Dạ. Khi nào mà vợ nó đến đây là thầy sẽ nói tốt thoải mái luôn. Dạ. Nhá, không việc gì phải lo. Dạ cảm ơn thầy. Chắc là lăng nhăng lắm chứ gì. Đâm ra mới phải đến gặp thầy trước. Dạ không, con thề với thầy
là từ lúc lấy cô đấy đến giờ là con chưa bao giờ con làm cái điều gì để cô ấy phật ý cả. Dạ con không bao giờ lăng nhăng. Dạ con là người đàn ông trung thủy ạ. Thế thằng này thế mày trêu thầy à? Thế mày đến đây mày đút lót thầy để làm gì? Thì đấy, con đã nói với thầy rồi, cô ấy là không tin con. Vâng, vài hôm nữa đến đây nhớ thầy lại nói linh ca linh tinh thì ăn không nói có, thế là cô ấy bao nhiêu tội lỗi cô đổ hết đến đầu con thì con chết. Ơi giời. Chính ơi. Vì thế là con cứ đến gặp thầy trước yên cho nó yên tâm thầy ạ. Ta sẽ làm đúng. Dạ. Không bao giờ phá vỡ hạnh phúc gia đình của ai cả. Phá vỡ hạnh phúc là thất đức đấy biết không? Ôi giời ơi. Dạ. Thầy đúng là đại từ đại bi. Dạ. Nhưng mà thầy ơi. Thầy xem miễn phí. Thế tại sao nhà thầy lại giàu thế ạ? Ôi giời ơi, mấy cái ô tô, mấy cái điện thoại to như thế này. Dạ chắc thầy phải có cái nguồn thu nhập khác. Thu nhập khác ấy là ở những người như con đấy. Rất nhiều người đến đây trước mà. Như con à? Ừ. À con hiểu rồi. Có nghĩa là các cái đôi dẫn nhau vào đây ấy, ban ngày thì trước khi đó là ban đêm một trong hai người đã đến gặp thầy trước như thế này đúng không ạ? Cái thằng này là thông minh đấy. Đàn bà mà nghi ngờ chồng ngoại tình nhé, nếu có cơ hội họ không bao giờ bỏ lỡ cái chuyện là phải làm sáng tỏ ra. Còn đàn ông mà lăng nhăng thì chưa nói làm gì, chứ cái loại mà trung thủy như con ấy cũng rất sợ bị vợ nghi ngờ, cho nên phải đến đây trước gặp ta. Dạ, đúng đấy ạ. Ừ. À, thế nhưng mà thầy ơi, vừa rồi con thấy là sau khi được thầy phán xong ấy thì là khóc lóc gào thét rồi lôi nhau sành sạch ra ngoài kia, thế là thế nào? Ôi trời ơi, làm cái gì nó cũng phải có sự sắp xếp. 8 đứa ở trường sân khấu điện ảnh đến đây giúp thầy, mỗi tháng á thầy phải trả cho nó 15 triệu đấy. Thế cho nên có những người như con mới đến đây với thầy. Ui dồi ôi, thầy đông khách lắm. À, mà thầy đang định mở thêm 64 chi nhánh nữa khắp các tỉnh thành đấy. Ui dồi ôi, thế thì thầy bận rộn lắm thầy nhỉ? Bận quá chứ còn gì nữa. Mà mày đưa tiền rồi xong đi về đi, ở đây làm gì? À, dạ vâng ạ. Thôi thì con chăm sự nhờ thầy, thầy nhá. Thầy cứ nói thật tốt vào, thật đẹp vào. Thầy cứ ca ngợi con hết mức thầy nhá. Nói nhiều quá. Cái chuyện này thầy biết. Dạ. Vì hồi trước ý, thầy có học một khóa diễn xuất nghiệp dư rồi. À dạ vâng ạ. Thế thì con xin phép thầy nhá. Dạ. Yên tâm. Anh đi đâu? Hả? Đi đâu đây? Tú cái gì nhỉ? Tôi nghi anh từ lâu rồi nhá. Anh mò đây để làm gì? Anh mò đến gặp thầy để làm gì? Hóa ra là anh lừa dối tôi nhá. Không, khổ quá Tú ơi. Anh không làm gì có lỗi với cả em. Tại vì em không tin anh nên này không tin này, không tin này. Hãy rồi ơi, giải thích này. Này hãy rồi ơi, Tú ơi. Hãy oan cho anh như Tú oan này. Ôi trời ơi, khổ thế này. Khổ thế này. Nói nhanh, chọn vuông. Nó ngón tay nhọn. Mình ăn con gà. Thế nó trả thù mình. Nó lại bắt mình dắt răng. Khi nào mà ăn con lợn thì không biết nó trả thù mình cái kiểu gì. Thế em trời. Anh thờ đi em, anh thờ đi em. Tiền em không có mà nhan sắc em thì phai tàn rồi. Anh cứ cướp của em thôi. Ông giờ hơi à? Cướp nào? Ai cướp của ông? Tôi đây, Văn Xỉu tiên sinh đây. Ôi trời, ông xỉu. Ôi trời, ông làm tôi xít nữa bật tim ra ngoài, xít rồi đi bệnh viện đấy. Tôi kéo ông vào đây ấy, là để ông bé bé cái mồm thôi. Lúc nào cũng quang quác lên. Ông còn lạ gì dân xóm hóm này nữa. Làm sao? Tai vách mạch rừng không ạ? Thế ông cần gì ở tôi? Hả? Định cứu nét à? Không. Này. Ông còn nhớ cái quỹ đen mà tôi với ông thống nhất với nhau giấu ấy. Còn nhớ không? Nhớ sao không? Đã đến lúc dùng đến nó rồi. Dùng làm gì? Sang tuần ấy. Ừ. Đội tuyển bóng đá Việt Nam có một trận đá ở bên Thái Lan. Thằng em họ tôi ấy, nó rủ tôi đi. Tôi rủ ông. Này, anh em mình đi một chuyến à, vừa xem đá bóng lại đi du lịch. Ui, này, mấy em ở Thái Lan nhá. Trần gì đấy?
Ông bị làm sao thế à? Làm sao? Tôi đã bảo với ông rồi. Bé bé cái mồm thôi thì nghĩ khổ đến... quá cơ. Sướng không kìm hãm được. Sướng cái gì mà sướng? Con vợ ông ấy nó như con bạch cốt tinh rồi. Bây giờ ông cứ quăng qua cái mồm ấy, nó mà nghe thấy nhá. Này, nó sẽ có con dao Thái Lan nó kề vào cổ ông, chứ đừng có nói chuyện là chân dài Thái Lan đâu nhá. Bây giờ thế này nhá. Ông về nhà ông, tôi về nhà tôi, kiểm tra lại cái quỹ đen xem nó có còn hay không thì mới tính tiếp được. Nhưng mà gì? Liệu có còn không nhỉ? Thì phải về mới kiểm tra được chứ. Đi. Ờ thì đi nha. Đi đi. Này, mình nuôi 3 năm, bây giờ dùng có một ngày thế đấy. Tố Việt ơi. Tố Việt ơi. Bây giờ là mấy giờ rồi, đã cơm nước gì chưa đấy? Chết giờ. Đi chợ đi búa mà cửa giả để thế này, trộm nó vào là chết. Tú ơi. Vịt ơi. Vẫn còn nguyên đai, nguyên kiện, nguyên số series. Ngoan lắm nhá. Không được, mình giấu ở đây. Con mụ Tú Việt nhà mình nó nhớ mình mà nó nằm nó nắn bóp thế này nó sẽ phát hiện ra. Mình sẽ giấu nó ở có giời biết. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Con Nam Mô A Di Đà Phật. Con lạy các cụ. Các cụ phụ hộ độ trì cho con. Để làm sao con giấu tiền mà con mụ Tú Việt nhà con nó không thể phát hiện được ra. Dạ con lạy các cụ, con lạy các cụ. Vì sao tao nhớ em thế này, thương nhớ đong đầy trong lòng mặt. Biển trời nào mà không xanh. Triết học cơ mà. Trang 6869. Ngoan nhé. Nghe nhắc nhở đây. Nằm im ở đây nhé. Không được thở, biết chưa? Mà đặc biệt đấy, vượt ngục mới là chết với anh. Nghe rõ chưa? Anh nói đùa thế thôi nhá. Cứ thoải mái vô tư đi. Con mụ Tú Việt vợ anh ấy
Nó mà biết đọc sách như triết học ấy thì nó muốn cái gì ấy, là anh cũng cúng luôn, hiểu không? Nào im đây nhá. Ừ. Còn lại các cô, còn lại các cô. Làm gì đấy? Làm sao mà phải giật mình? Làm cái gì? Ba bị làm sao? Người ta đang chuẩn bị, lát nữa có khách bây giờ. Bà đi đâu đi đi. Có cần tôi thu dọn cho cái gì không? Ê, ê, này. Bảo bao nhiêu lần rồi, đàn bà con gái không được loanh quanh ở đây. Cứ đi đi, nhanh. Cứ làm thì là báu lắm ấy. Không kiến thì thôi. Nhưng mà làm gì làm nhé. Tí nữa là phải nộp đủ của tôi. Cái gì? Cái gì? Biết rồi. Vâng. Lạy các cụ phù hộ độ trì. Gì đấy? Tôi nghĩ là một cái quỷ kế suốt của đêm hôm qua. Thâm quầng hết cả mắt vì suy nghĩ đây này. Này, ông có thể ngồi xa xa tôi ra một tí có được không? Khiếp, nhìn cái mặt ông mà sao nó lại bi đát thế không biết được. Sao? Mắt thì hoa sim, mồm thì hoa súng, râu thì bạc trắng như thế kia thì. Mày, ngẫm đi ngẫm lại. Sao cuộc đời anh em mình nó lại quỷ kế đa đoan thế nhỉ? Sao? Cứ như là cái phim cung đấu ấy không bằng. Mấy cái mụ hoàng hậu với cung phi ngày trước ấy, không thể nào độc ác mà mấy con mụ vợ nhà mình được. Mấy con mụ vợ nhà mình mà nó sinh vào cái thời diên hy công lược đấy nhá. Thì tôi nghĩ nhá, có khi nó chiếm ngôi vua rồi. Ôi giời, xin lỗi cuộc đời đi nhá. Này, cái nhan sắc của các mụ ấy à. Thì có mà trượt ngay từ cái vòng gửi xe ấy. Không phải. Trượt từ vòng gửi kiệu. đúng rồi. Nhưng mà thôi, ông vào việc chính đi. Thế ông bảo là ông có cái mưu gì mà để hai cái con mụ vợ mình ấy, nó cho anh em mình đi chơi thoải mái được. Mưu kế thì nó phải bình tĩnh và từ từ. Tôi hỏi ông một câu, các con mụ vợ nó thích gì nhất? Ê, thích tiền chứ còn thích gì? Chuẩn! Thông minh. Tôi hỏi câu thứ hai, các con mụ vợ nó sợ gì nhất? Sợ mất tiền. Chuẩn! Thông minh quá! Thế cho nên tôi đã nghĩ ra một kế để anh em mình có thể đi Thái Loan chơi bời trác táng thoải mái mà không mất một xu nào. Thôi! Ông đừng có nói phét đi. Thế ông định đi Thái Lan là ông đi bộ à? Hả? Rồi là ông hít khí rời rồi uống nước lá ông cầm hơi à? Tối lắm, không mất ở đây là không mất cái tiền nổi lên thôi. Chứ anh em mình vẫn phải dùng quỹ đen. Thế bọn nó mới cho đi, ông hiểu không? Chưa hiểu đi. Ví dụ như này, ông về, ông nói với con Tú Vịt nhà ông là anh đi chơi lần này. Ông Hải ông ấy bao hết từ đầu đến cuối, không phải mất một xu nào cả. Đấy, khi về, ông qua cửa hàng ông mua cho nó một cái nồi cơm địa Thái Lan. Và với một điều kiện, không được kể với con Hoa Ngoác của tôi. Nó đồng ý ngay. Ờ, khá quá. Đây, xong ông cũng về, ông nói với con Hoa Ngoác nhà ông ấy là tôi sẽ bao ông đi Thái. Rồi là với một cái điều kiện là vợ ông ấy không được nói với con mụ Tú Vịt nhà tôi chứ gì. Đúng, thông minh lắm. Thế là anh em mình đi chơi thoải mái. Này, tôi sẽ dẫn ông đến nhá, một chỗ nhá. Ui dồi ôi, nhiều vô kể, chỉ việc chọn thôi, thích làm gì thì làm. À, đầy đủ hết cả rồi. Bây giờ ấy, bà nhà ăn cơm trước đi nhá. Tôi chạy ra tôi làm cái hộ chiếu xong, một lát là tôi về ngay. Thế đã mua về máy bay chưa? Rồi, bà cứ yên tâm. Ông Hải Bịp ấy, ông bảo ông mua cho tôi rồi. Mà bà nghe tôi dặn đây, bà ở nhà ấy là phải thật ngoan biết chưa. Khi về ấy, tôi sẽ mua cho bà một cái nồi cơm điện hàng cao cấp, hàng thái xịn là nói nhá. Nhưng mà đi 2-3 hôm rồi về rồi đấy. Ôi trời ơi, bà này không phải dặn nhá. Người ta ấy cũng không có thừa tiền để người ta bao mình lâu hơn thế nhá. Mà này, cái việc này ấy là ngàn năm có một đấy. Bà không được bép xép cái mồm là hỏng hết việc của tôi. Ông cứ làm như tôi có mỏ không bằng ấy. Mà tôi nói thì tôi nói thế thôi. Chứ đi không mất tiền à. Ông muốn đi đến bao giờ cũng về được.
tôi đỡ tốn tiền cơm mấy ngày. Bồ láo ăn cắp ấy. Bà nói thế bà biến tôi thành cái con ở nhà bà hả? Mà bà bảo sợ tốn tiền cơm. Nhỡ nhời. Nhỡ nhời. Tôi đi đây. Hú hồn. Lâu thế. Úi giời ơi. Hết hồn. Em lắm. Tốt rồi. Không thấy mụ nói năng gì cả. Ừ. Mụ chỉ dặn là tôi phải đi đến nơi về đến chốn. Mụ còn nhắn gửi ông là ông đưa tôi đi ấy nhá. Là thấy tôi léng phéng với em chân dài nào ấy là mụ sang mụ xử lý ông. Thế thôi. Đúng là cái bọn đàn bà dặn y hệt như vợ tôi. Thế à? Nhưng mà quan trọng là có thấy dấu hiệu lục soát gì không? Không. Ông yên tâm. Ừ. Tôi để ý rồi nhá. Từng ly từng tí một không thấy có dấu hiệu lục soát gì cả. Ừ. Này, tôi nghe lời ông rồi. Khôn rồi nhá. Giấu tiền rất nhiều chỗ. Úi trời ơi. Nếu chẳng may mụ có nghi ngờ phát hiện ra nhá thì tôi vẫn còn rất nhiều cái chỗ khác cơ mà. Ý, lo gì nhất đấy. Thế là các bà ấy tin mình rồi. Còn cái chỗ mình giấu ấy còn lâu mới tìm ra nhá. Có mà tìm vào mắt ông đi. Uống đi. Này sang Thái Lan nhá, tôi quyết định sẽ mời ông sushi. Hả? Ừ? Sushi. Ông bị làm sao thế? Sao? Sang Thái Lan ấy là phán lẩu Thái, chứ sushi là tận bên Đức cơ mà. Ừ, nhưng mà này, sang đấy nhá, mình quyết định ăn gì chả được. Mình là người có tiền mà. À. Uống đi, uống nữa đi. Ừ. Điện thoại ông ấy. Điện thoại à? À. Đấy, là đi đến nơi về đến chỗ lại gọi rồi. Alo. Hả? Cái gì? Thật à? Ôi trời đất ơi. Ờ, tôi về ngay. Này. Về cái gì? Ôi trời ơi, ông Diều ơi. Thế nhà mình mất trộm à? Mất những cái gì? Ôi trời ơi, mất hết rồi ông Diều ơi. Khổ quá, mất cái gì? Trộm nó bẻ khóa, nó vào nhà. Tôi mất lại chỉ vàng với 5 triệu tiết kiệm. Không còn cái gì, mất hết rồi ông Diều ơi. Tôi đã bảo bà rồi. Thế tại sao mà bà không đi báo công an? Ngồi đây khóc lóc thì giải quyết được vấn đề gì hả? Tôi đi báo rồi. Công an người ta bảo người ta cho người xuống bây giờ để xem hiện trường. Xong mình phải khai báo ra để họ còn đối chiếu sau xem sau này mất những cái gì. Rồi đất rồi. Ông bảo xem ông mất cái gì đi. Đôi giày trong hồng gạo của tôi. Đôi giày nó lấy rồi, nó để lại ổ trứng thế này, không còn cái gì đâu. Trời đất ơi, sao cái thằng nào nó cạn tàu ráo máng thế không biết nhỉ? Cái đôi giày rách như thế mà nó không lấy. Sao nó không lấy trứng nhỉ? Vừa ngon vừa bổ. Trong tủ. Không phải vào tìm đâu, có quyển sách nó không lấy rồi. Quyển sách nó không lấy à? Ai mà biết được, chắc nó lấy thì nó về nó bán giấy vụn. Cái đèn pin. Còn nguyên. Trộm ơi, mày ngu lắm con ạ. Còn xanh và non lắm nhá. Bố mày giấu tiền ở đấy mà mày không phát hiện được ra thì mày còn... Là sao? Hả? Là sao? Là thì là mà. Thế là mà cái gì? Mở thùng gạo lấy đôi giày. Mở tủ lấy quyển sách ra đây. Sao bà biết? Mà nhà mình không có trộm à? Thế bà biết rồi thì bà đi bà lấy bà lục. Sao bà lại cứ sai tôi? Việc gì tôi phải lấy cho nó nhọc thân. Tôi gọi ông về là ra hết nhá. Tôi nói cho ông nghe. Cái lão hải bịp xưa nay ấy, nổi tiếng là bằng tiện. Ăn sắt ị ra tàu Titanic. Anh ấy bảo là lại bảo là cho ông 3 ngày đi Thái. Lại còn hứa hẹn mua nồi cơm điện xịn. Úi giời ơi, như thế chả quỹ đen quỹ đỏ là gì hả? À, ông hải bịp ba, ông mới có mà khao ông thì có mà họa là tuyết rơi giữa mùa hè à? Hả? À, thì... Ừ nhỉ? Sao tôi lại không nghĩ được ra nhỉ?
Thôi thôi, bà Tú Việt à, tôi biết lỗi của tôi rồi, bà tha cho tôi. Cái tội dối trá của ông á, tôi sẽ xử sau nhé. Còn bây giờ tôi cho ông lấy công chuộc tội. Vâng, thế thì bà cứ tha tội cho tôi ấy. Bà bảo tôi làm cái gì tôi cũng làm. À, cái quỹ đen của lão Hải Bịp ở đâu? Thì... đó nhanh. À, đỏ đen đen đỏ. Rồi ôi, nói nhanh không có tôi tăng sông đây này. Khổ quá thì ông đi giấu tiền ở trong cái ống cắm ương ấy. Ông có biết tôi là ai không mà ông định làm trò với tôi? Anh có làm trò gì đâu, anh biết là anh sai rồi. Mà em nuôi anh từ bé đến giờ em biết. Anh có bao giờ anh nghĩ ra mấy cái trò ấy đâu, toàn ông xỉu nghĩ ra ấy. Thế à? Ừ. Tôi nói cho ông biết nhá. Chính bởi vì là tôi nuôi ông từ bé đến bây giờ, thế nên tôi mới biết là không bao giờ ông xỉu nghĩ ra được. Ông mà không phải là đầu trò đi vậy. Sao lại dí đầu chồng vào đấy? Ôi trời ơi, em đúng là da cắt lượng nhá. Độ tí nữa là chị em mình để thất thoát của nhà nước đến hơn chục triệu đồng đi Thái Lan. Này nhưng mà chị bảo này, sao không diễn cái trò mất cắp ở bên nhà em mà lại sang nhà chị làm gì? Chị buồn cười thế nhỉ? Lão Hải Bịp nhà em như cáo già chín đuôi ấy. Làm sao mà truy được lão ấy ra? Em nói chị nghe nhá, mình là mình phải đánh đúng chỗ hiểm của các lão đấy, thì liền tự khắc những cái chỗ khác nó phải lòi ra, đúng không? Bái phục, bái phục. Nghe. Bây giờ ấy mà chị muốn truy thu ra những cái tiền quỹ đen quỹ đỏ mà lại phải đi tìm rồi đi lùng thì mình mệt lắm, mất sức lắm. Chuẩn luôn. Thay vì như thế, chị em mình tương kế tiệu kế, thế là tự nhiên các lão phải cầm tiền để dâng lên cho mình, đúng không? Bái phục, bái phục. Bà này, em nói thật nhá, chị là chị phải đi làm diễn viên mới đúng. Em sợ quá cơ ấy. Em đứng ở ngoài em ngó vào mà em thấy chị khóc như là có như nhà mất trộm thật ấy. Em đừng có tưởng ấy. Nhập tâm lắm nhá, lúc ấy chị cũng nghĩ là chị mất thật. Em nói chị nghe chứ không như thế thì làm sao mà tự nhiên có một cái khoản như thế này. Em bảo nhân tiện đang có một cái khoản tiền từ trên trời rơi xuống, hay là mình làm một chuyến Thái Lan? Nông